Kính chào quý vị đang đến với chương trình Luật sư doanh nghiệp được phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình VTV. Thưa quý vị, sau rất nhiều chờ đợi thì cuối cùng Nghị định số 10 năm 2020 thay thế Nghị định 86 năm 2014 quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô đã được ban hành vào ngày 17 tháng 1 năm 2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 4 năm 2020. Rất nhiều những điều kiện kinh doanh được cho là rào cản cho các doanh nghiệp vận tải đã được quy định trong Nghị định 86 trước đây đã phần nào được dỡ bỏ và thay thế vào đó là nhiều điểm mới trong Nghị định 10. Chương trình Luật sư doanh nghiệp triển khai về đề tài về cắt giảm điều kiện kinh doanh. Chương trình tuần này phần 1 sẽ đi từ câu chuyện Nghị định 10 năm 2020 để xem thực sự doanh nghiệp vận tải có được tháo gỡ khó khăn hay không. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, câu chuyện hơn 3 năm chỉnh sửa, 12 lần trình dự thảo nghị định thay thế nghị định 86 năm 2014 quả thật là một hành trình gian nan của Bộ Giao thông Vận tải. Bởi thực tế cho thấy, khi mà nghị định 86 chưa được sửa đổi, khi mà một nghị định mới chưa được ban hành, thì các doanh nghiệp kinh doanh vận tải bằng ô tô vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn và thậm chí là có những cuộc chiến tưởng chừng như không hồi kết. Đó là cuộc chiến giữa taxi truyền thống và xe công nghệ. Mời quý vị theo dõi phóng sự tổng hợp sau để hiểu hơn việc tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp vận tải như thế nào. Điểm tiếp thị xe taxi Mai Linh tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Các xe ra vào liên tục để đón trả khách. Những năm gần đây, trước sự ra đời ồ ạt của xe công nghệ với những chính sách ưu đãi theo đề án thí điểm của Bộ Giao thông Vận tải, thu nhập của những tài xế taxi như anh Nguyễn Ngọc Quân đã giảm đi đáng kể. Chính vì vậy, biết thông tin về việc dừng thí điểm đưa loại hình này vào quản lý theo Nghị định 10 của Chính phủ, những tài xế như anh Quân tỏ ra đồng tình vì tạo được sự cạnh tranh công bằng trong hoạt động kinh doanh. Thời gian qua đấy thì là nghe thì cũng biết cái thông tin đó, nhưng mà vì đây vẫn đang là cái chương trình thí điểm của Chính phủ, của nhà nước, cho nên là anh em lái xe chúng tôi ấy là vẫn cứ thích ứng thôi. Đấy, để một thời gian nào đó thì nhà nước người ta sẽ thay đổi cái luật để cho nó cạnh tranh, cho nó công bằng. Thích ứng bằng cách là chúng tôi sẽ chăm sóc khách hàng tốt này, để phục vụ khách hàng thật tốt. Theo thông tin Bộ Giao thông Vận tải sao thì công ty sao cho phép sao thì tài xế nó làm vậy thôi, đâu có vấn đề gì hết. Thì công ty làm như thế nào thì tài xế chạy như thế đó thôi. Tại vì bây giờ công ty nào cũng phải đóng thuế cho nhà nước. Ví dụ mà ai có đóng thuế thì người đó cũng là cạnh tranh công bằng, thì theo khách hàng để chọn hãng người ta đi thôi, chứ không ép buộc người ta đi được. Đáng chú ý, cũng theo quy định mới, các doanh nghiệp xe công nghệ phải lựa chọn hoặc chỉ là đơn vị cung ứng phần mềm hoặc là đơn vị kinh doanh vận tải nếu tham gia vào một trong các khâu như can thiệp vào hoạt động điều hành, định giá cước. Nghị định 10 cũng định danh các loại hình xe công nghệ như Grab hay Be bằng những tên gọi xe hợp đồng điện tử. Loại xe này không bắt buộc gắn hộp đèn nhưng phải dán phù hiệu xe hợp đồng trên kính và phải thực hiện việc cấp lại phù hiệu và dán cố định trên ô tô kinh doanh vận tải trước ngày 1 tháng 7 năm 2021. Cái việc mà chấm dứt thí điểm của quyết định 24 của Bộ Giao thông Vận tải nó cũng là rất là sáng suốt. Bởi vì để cái nghị định số 10 đi vào hoạt động, vào cuộc sống thì phải thay đổi cái mà chúng ta gọi là thử nghiệm. Đáng ra thì thử nghiệm trong vòng 2 năm thì phải đánh giá cái nào được, cái nào chưa được. Thì chúng ta để tới 4 năm, như vậy nó làm cho cái sự thiệt hại của các doanh nghiệp nói chung đối với Việt Nam là quá thiệt hại, không có công bằng. Thì phải nói là vừa rồi cái nghị định 10 ra đời sau gần 4 năm sửa đổi với 12 lần dự thảo thì thực sự là tôi cũng đánh giá rằng là đây là một cái sự nỗ lực rất lớn của Chính phủ cũng như là Bộ Giao thông Vận tải trong việc mà quản lý đối với cái loại hình vận tải và kinh doanh vận tải của Việt Nam hiện nay. Thì đối với doanh nghiệp taxi của chúng tôi thì tôi có thể đánh giá là đối với taxi thì cái thay đổi lớn nhất đối với taxi đó là bổ sung thêm một loại hình taxi công nghệ. Đấy, thì đây là cái thay đổi lớn nhất. Và một cái lựa chọn doanh nghiệp taxi được quyền lựa chọn cái nhận diện của mình có thể gắn hộp đèn hoặc không gắn hộp đèn
Đây là cái thay đổi rất lớn. Tôi cho rằng là cái này nó phù hợp với cái xu thế mà ứng dụng công nghệ hiện nay đối với tất cả các doanh nghiệp. Câu chuyện về cuộc chiến giữa taxi truyền thống và xe công nghệ vẫn được nhắc đến như là một ví dụ điển hình của việc tháo gỡ bất cập giữa Nghị định 86 và Nghị định mới thay thế. Bởi như trước đây, theo các doanh nghiệp, duy nhất tại Việt Nam, Grab, Uber được gọi là vận tải hợp đồng điện tử. Mặc dù được xếp vào loại vận tải hợp đồng, nhưng trên thực tế, hơn 100 triệu chuyến xe Grab, Uber thực hiện trong thời gian qua đều không có hợp đồng nào được ký kết. Các doanh nghiệp cũng khẳng định, tất cả các xe hợp đồng điện tử thí điểm theo quyết định số 24 của Bộ Giao thông Vận tải, xét về đặc điểm và bản chất kinh doanh chính là taxi, nên nhập vào loại hình taxi và quản lý như taxi. Không nên tạo ra loại hình mới bởi vì nó đã hoàn toàn tương đồng với taxi. Các doanh nghiệp cũng phản bác, hoàn toàn không đồng tình khi khái niệm xe hợp đồng điện tử thay cho khái niệm taxi, vì trên thực tế, xe hợp đồng điện tử hoàn toàn hoạt động như taxi. Như vậy, với những tranh cãi về câu chữ, về cách hiểu, định nghĩa và khái niệm cũng đã gây không ít bức xúc cho các doanh nghiệp trong thời gian qua. Bởi liên quan đến định nghĩa loại hình kinh doanh vận tải này, đồng nghĩa với việc kéo theo cách thức áp dụng các điều kiện kinh doanh của ngành vận tải đi kèm. Thế thì ở đây, cái quan trọng nhất khi mà chúng ta sửa đổi Nghị định 86 và sau này Luật Giao thông Đường bộ, thì như ý tôi đã đề cập, tức là với vị trí quan trọng như vậy thì xác định sẽ kinh doanh, sẽ không kinh doanh. Và xác định rõ, tức là kinh doanh vận tải trong nội đô với quãng đường di chuyển ngắn dựa trên khoảng cách phải là taxi. Và trên cơ sở đó chúng ta mới xác định rõ những quy chuẩn. Và tôi nghĩ là đó mới là cái quan trọng. Quy chuẩn về chất lượng phương tiện, xe như thế nào, kiểm định ra sao, rồi cái nhận diện nó như thế nào, vân vân. Quy chuẩn về chất lượng phương tiện. Cái thứ hai là quy chuẩn về cái chất lượng lái xe. Họ phải được đào tạo như thế nào, chứng chỉ hành nghề như thế nào, điều kiện như thế nào. Quan trọng lắm chứ. Biết bao nhiêu sự việc nó xảy ra liên quan đến cái an toàn của hành khách. Do vậy, thực hiện quy định của Nghị định 10 năm 2020, Bộ Giao thông Vận tải cũng đã ban hành quyết định số 146 để dừng kế hoạch thí điểm triển khai ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng. Theo quyết định số 24 ngày 7 tháng 1 năm 2016, kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2020. Quyết định số 24 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về kế hoạch thí điểm triển khai ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng đã cho phép Grab Taxi thí điểm hoạt động ở 5 địa phương trong 2 năm, đến tháng 1 năm 2018, tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Khánh Hòa và Quảng Ninh. Tuy nhiên, trong hơn 4 năm qua, việc thí điểm triển khai ở 5 địa phương khi khung pháp lý chưa đầy đủ được cho là đã khiến cho hoạt động vận tải hành khách bằng taxi trở nên hỗn loạn. Tôi cho rằng những xe nào đã đăng ký vào hợp tác xã mà hợp tác xã đứng ra hợp đồng với công ty kinh doanh công nghệ thì chắc là cũng không có gì thay đổi nhiều. Nhưng mà những xe nào mà là kinh tế chia sẻ thì chắc là sẽ có cái sự lựa chọn. Thứ nhất là dừng kinh doanh, chỉ sử dụng xe gia đình thôi. Thứ hai là tham gia, nếu tiếp tục vào kinh doanh thì phải tham gia vào cái hợp tác xã vận tải nào đó. Ngược lại với quan điểm này, các doanh nghiệp lại cho rằng với quy định của Nghị định 10 như hiện nay, cụ thể là khoản 6 điều 3 nêu định nghĩa, kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi là việc sử dụng xe ô tô có sức chứa dưới 9 chỗ, bao gồm cả lái xe, để vận chuyển hành khách theo lịch trình và hành trình do hành khách yêu cầu, có sử dụng đồng hồ tính tiền để tính cước chuyến đi và sử dụng phần mềm để đặt xe, hủy chuyến, tính cước chuyến đi và kết nối trực tiếp với khách hàng thông qua phương tiện điện tử. Và điều 6 của Nghị định 10 cũng quy định kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi chỉ có doanh nghiệp và hợp tác xã, thì chưa chắc đã giải quyết hết được những bức xúc hiện nay của doanh nghiệp. Nhất là về điều kiện kinh doanh, phải có giấy phép điều khiển người kinh doanh vận tải, bộ máy điều hành, tất cả các quy định đều phải thực hiện theo đúng quy định của nhà nước đã ban hành về điều kiện kinh doanh có điều kiện. Thứ hai là người lao động phải bảo vệ quyền lợi cho người lao động và khách hàng rất chặt chẽ, với khách hàng phản ánh từ việc mất đồ, quên tài sản trên xe làm rất chặt và thao tác rất nhanh, chỉ trong bao nhiêu phút là có thể phục vụ khách hàng được tìm những cái tài sản nào rơi mất. Người lao động thì chúng tôi phải
ràng buộc bởi điều kiện là đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Chính vì điều kiện bây giờ sinh ra cái quyết định 24 để cho taxi công nghệ và lách luật dưới xe hợp đồng để chạy rất khó khăn trong cái việc của taxi truyền thống cạnh tranh, bởi lái xe bên Grab thì không phải ràng buộc một điều kiện gì, xe thì tư nhân nhàn rỗi không phải đóng bất kỳ một cái điều kiện gì chặt chẽ như bên taxi truyền thống. Thứ hai là người lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội, hợp tác xã hình thành lên cũng không phải chịu ràng buộc bởi nhiều điều kiện như công ty kinh doanh vận tải taxi. Bên cạnh đó, có những quy định kiểu như quy định về tập huấn cho người điều hành, lái xe và nhân viên phục vụ trên xe. Điều này đã được quy định tại Điều 7, Thông tư 63 năm 2014, quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải hành khách, vận tải hàng hóa bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành. Này lại được tiếp tục quy định tại khoản 3, Điều 34, tổ chức tập huấn, nghiệp vụ vận tải và an toàn giao thông cho người lái xe, nhân viên phục vụ trên xe, cấp thẻ nhận dạng lái xe cho lái xe và đơn vị theo quy định. Theo quy định của pháp luật hiện hành, 3 năm một lần, người điều hành, lái xe và nhân viên phục vụ trên xe phải tham gia tập huấn nghiệp vụ. Trên thực tế, đội ngũ lái xe đã được đào tạo đầy đủ và chặt chẽ từ đạo đức đến chuyên môn, kinh nghiệm khi đào tạo cấp bằng lái xe. Các trường đào tạo lái xe hiện nay cũng đã được trang bị đầy đủ về cơ sở vật chất và quản lý tốt chất lượng đào tạo. Không những vậy, trong quá trình hoạt động vận tải, các doanh nghiệp vận tải vẫn luôn tổ chức những lần đào tạo, chia sẻ cho người điều hành, đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ trên xe về kinh nghiệm, chuyên môn, đạo đức hành nghề. Do đó, quy định tập huấn cho lái xe đa số là để đối phó với cơ quan chức năng, hiệu quả không cao. Quy định trên làm gia tăng chi phí cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động, gồm chi phí tổ chức tập huấn, chi phí do lái xe nghỉ việc để đi tập huấn nhưng vẫn hưởng nguyên lương của doanh nghiệp, chi phí phát sinh trong quản trị điều hành, v.v. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng chưa có cơ chế quản lý chặt chẽ, không có cơ chế kiểm tra giám sát việc người điều hành, người lái xe tham gia tập huấn. Rõ ràng, Nghị định 10 năm 2020 phải đến ngày 1 tháng 4 mới có hiệu lực. Nhưng có lẽ đã có thể lường trước một số vướng mắc có thể chưa giải quyết được cho các doanh nghiệp. Và taxi truyền thống bao năm thì quản lý gò bó, chặt dưới nhiều điều kiện. Quay lại, chúng tôi đã có những đơn vị, chúng tôi đã phải xin các cái giấy phép các tỉnh, cùng cái xe này, cấp phù hiệu các tỉnh, lại quay lại hoạt động. Số lượng xe vẫn tăng lên đột biến, nhưng các cái phù hiệu xanh Hà Nội cấp thì lại không được gia tăng bởi các cái số lượng. Có bao nhiêu từ 5-10 chỉ dùng bấy nhiêu và thay đổi số lượng đấy. Đấy là một điều kiện của bó chặt của doanh nghiệp, làm cho doanh nghiệp chúng tôi chết dần tế bào gần như ung thư giai đoạn cuối. Tôi cho rằng đó cũng là một cái quy định có thể nói là khiên cưỡng. Bởi vì hiện nay muốn tồn tại thì công ty kinh doanh công nghệ sẽ phải thay đổi nhiều vì phải có một sự lựa chọn, hoặc là chấm dứt kinh doanh công nghệ hoặc là chuyển sang kinh doanh vận tải. Và nếu chuyển sang kinh doanh vận tải thì mà trong tay không quản lý một lực lượng lao động trong vận tải, không quản lý một phương tiện nào, thì đó là một cái điều người ta phải khắc phục. Và tất nhiên cũng có hướng khắc phục nhưng mà cũng cần phải thời gian. Phải nói là bản chất của xe hợp đồng điện tử dưới 9 chỗ hiện nay ấy, thì bản chất hoạt động như taxi. Thì trong quá trình làm việc, trong cái thời gian cái nghị định 10, trong quá trình xây dựng thì chúng tôi đã có rất nhiều lần góp ý về việc này. Nhưng tuy nhiên là cũng có những cái vấn đề vướng mắc về mặt pháp lý, luật giao thông đường bộ 2008. Thế nên là nghị định 10 ra đời thì cũng chưa đáp ứng được hoàn toàn những cái vấn đề, chưa giải quyết được triệt để những vấn đề này. Nhiều chuyên gia khác cũng cho rằng vấn đề quan trọng nhất hiện nay đối với các công tác quản lý kinh doanh vận tải bằng ô tô chính là cách thức quản lý, đặc biệt là nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước. Điều này đương nhiên Nghị định 10 không thể giải quyết hết mà còn phải chờ sự ra đời của nhiều nghị định và văn bản pháp luật khác. Nhiều chuyên gia giao thông đánh giá Nghị định 10 năm 2020 đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu quy định pháp lý cho kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô hiện nay. Dù vẫn còn nhiều điểm chưa thật sự hài lòng, nhưng sự ra đời của Nghị định 10 là thật sự cần thiết. Ít nhất là phần nào những rào cản vô lý cho các doanh nghiệp vận tải bằng ô tô cũng đã được dỡ bỏ.
Điều này không chỉ là nỗ lực của Bộ Giao thông Vận tải mà còn là nỗ lực của chính phủ để có được một môi trường kinh doanh thật sự minh bạch và thông thoáng. Với chủ đề cắt giảm điều kiện kinh doanh, phóng viên truyền hình VTV đã có cuộc trao đổi với ông Tommaso Andreatta, Phó Chủ tịch Eurocharm tại Việt Nam. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Good afternoon, sir. My name is Ling from VTV. Thanks for joining us today. Cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình. Thưa ông, trong thời gian qua, môi trường kinh doanh của Việt Nam đã có cải thiện trên nhiều phương diện. Tuy nhiên, điều kiện kinh doanh hay còn gọi là giấy phép con vẫn là những rào cản gây khó cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Vậy ông đánh giá như thế nào về vấn đề này? Và từ góc nhìn của ông, các doanh nghiệp thường đang vướng mắc ở những loại điều kiện kinh doanh nào, đặc biệt là các doanh nghiệp châu Âu? Tôi đã nhìn thấy những chỉ số trong báo cáo về môi trường kinh doanh của Việt Nam trong năm qua đã có nhiều thay đổi. Và thật sự là tôi không thể hiểu tại sao lại có sự thay đổi này. Bởi cá nhân tôi không nhìn thấy sự thay đổi đáng kể trong bộ máy làm chính sách, cũng như những chính sách được thực thi trong thực tiễn. Thực tế là cũng đã có một vài cải cách trong việc triển khai các dịch vụ trực tuyến trong lĩnh vực thủ tục hành chính. Ví dụ như các thủ tục hải quan trực tuyến hiện nay rất hữu ích. Tuy nhiên, phải thẳng thắn nhìn nhận, còn rất nhiều chính sách về hải quan, thuế, đăng ký kinh doanh đang gây nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nước ngoài. Theo quan điểm của ông, đâu là những thách thức chính cho Việt Nam trong việc cắt giảm điều kiện kinh doanh? Bạn biết không, thực tế là các doanh nghiệp có rất nhiều cơ hội đầu tư ở các nước khác. Chẳng hạn như ở châu Phi, xét một cách tổng thể thì châu Phi rẻ hơn ở Việt Nam, các định chế và thể chế thì trẻ hơn Việt Nam, dù rằng môi trường thì không được ổn định bằng Việt Nam, vì ở đó nhiều nơi thỉnh thoảng vẫn có chiến tranh. Nhưng bù lại, sản xuất ở đây thì rẻ hơn rất nhiều và vẫn còn rất nhiều tiềm năng để khai thác. Do vậy, thách thức với không chỉ Việt Nam mà còn nhiều nước khác, làm thế nào để khẳng định vị thế của mình để hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài? Việt Nam cần phải chứng minh cho các nhà đầu tư nước ngoài rằng đây là cánh cửa duy nhất hoặc thuận lợi nhất để các nhà đầu tư đi qua nếu muốn tiến sâu hơn vào thị trường khu vực. Việt Nam cần chứng tỏ với các nhà đầu tư rằng mình không có những rào cản đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là các rào cản về thuế quan, về thủ tục hành chính. Như bạn biết, thì chủ nghĩa bảo hộ hiện nay đang được nói đến rất nhiều ở các quốc gia khác, đặc biệt là sau căng thẳng thương mại Mỹ-Trung. Nhưng Việt Nam cần hiểu rằng chủ nghĩa bảo hộ sẽ không thể là một điều tốt ở Việt Nam, bởi nền kinh tế Việt Nam không thể tự nuôi dưỡng và làm giàu cho bản thân mình nếu chỉ dựa vào các doanh nghiệp trong nước mà không có sự tham gia của các nhà đầu tư nước ngoài. Hay nói một cách khác, thách thức cho Việt Nam trong việc cải thiện môi trường kinh doanh chính là làm thế nào để Việt Nam vẫn trở thành một điểm đến đủ sức hấp dẫn với các nhà đầu tư nước ngoài. Vậy theo ông, Việt Nam cần làm gì để môi trường kinh doanh được thuận lợi, điều kiện kinh doanh không còn là rào cản cho doanh nghiệp nữa? Một trong những điểm yếu của Việt Nam hiện nay chính là các luật hoặc các quy định hiện hành không phải lúc nào cũng công bằng, đem đến các thuận lợi cho doanh nghiệp. Đồng thời có những quy định mà nội dung cũng không phù hợp cho hoạt động của đại đa số doanh nghiệp. Ở Việt Nam, tình trạng luật này thì nói thế này, nhưng có một luật khác lại trùng lặp và chồng chéo lên là không hề hiếm gặp. Chỉ khi nào Việt Nam giải quyết được các vấn đề như quy định pháp luật chồng chéo, các quy định gây khó doanh nghiệp, thì môi trường kinh doanh của Việt Nam mới tốt lên được. Thêm một điều nữa là cần làm thế nào để các nhà đầu tư khi đến Việt Nam, họ không bị chán nản về mặt tâm lý khi hoạt động sản xuất kinh doanh. Sẽ còn khá nhiều việc phải làm và cần phải thay đổi. Do vậy, chúng tôi, đại diện cho Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam, cũng đã và đang làm việc với chính phủ Việt Nam để có thể chia sẻ kinh nghiệm ở nước chúng tôi hoặc nêu những kiến nghị của các doanh nghiệp nước ngoài khi hoạt động ở Việt Nam. Những gì mà chúng tôi nêu ra chỉ với mong muốn chính phủ Việt Nam có thể lắng nghe, có thể xem xét, so sánh giữa phương án này với phương án kia, để rồi có những quyết định đúng đắn, phù hợp với số đông doanh nghiệp, hiểu doanh nghiệp cần gì và tạo điều kiện cho doanh nghiệp. Đó là những gì mà tôi mong Việt Nam nghĩ tới. Once again, một lần nữa cảm ơn ông đã tham gia chương trình. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Luật sư Doanh nghiệp tuần này của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Và đừng quên chương trình Luật sư Doanh nghiệp được phát mới vào khung giờ 21 giờ 15 phút thứ ba hàng tuần. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình tại website www.vitv.vn hoặc cập nhật qua Facebook của kênh truyền hình VTV. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.